Đây là lần thứ ba anh Nguyễn Văn Mạnh, hộ sản xuất kinh doanh chè ở xã Phấn Mễ, được tham dự chương trình lễ hội vinh danh các làng nghề chè trên địa bàn huyện. Anh rất phấn khởi bởi thông qua lễ hội, các sản phẩm của làng nghề chè địa phương được đến gần hơn với người tiêu dùng. Những cái sản phẩm của chúng tôi là ở tổ hợp tác cũng đã được theo tiêu chuẩn Việt Gáp rồi. Thì tuy nhiên thì cách quảng bá, giới thiệu thì vẫn còn hạn chế. Do vậy là cái cách để tiêu thụ với sản phẩm lớn thì cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cũng rất mong là qua cái chương trình này thì sẽ được kết nối và được nhiều người biết đến và phối hợp để xây dựng thành một cái mô hình lớn hơn. Với trên 4.100 hectare diện tích, sản lượng chè của huyện Phú Lương đứng thứ 2 toàn tỉnh, giá trị sản xuất ước đạt trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp 35% vào giá trị sản xuất ngành trồng trọt của địa phương. Trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất chè tập trung quy mô lớn. Đây là cơ hội để các làng nghề trên địa bàn huyện kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Mấy năm gần đây thì được nhà nước hỗ trợ nhiều về kỹ thuật, về nhà xưởng, là bà con cũng thuận tiện hơn, làm ăn cũng tốt hơn. Thông qua lễ hội này thì cũng mong muốn là mọi người ở cùng các nơi được biết rộng hơn về chè của gốc gạo mà cũng như của Tức Chanh, Phú Lương, Thái Nguyên. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 với gần 20 hoạt động phong phú đa dạng nhằm xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những sản phẩm tiêu biểu, những nét văn hóa đặc trưng của Phú Lương. Thành công của lễ hội vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương đã tạo nền tảng quan trọng cho nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là nhân dân các xã vùng chè đặc sản của Phú Lương chú trọng quan tâm đến phát triển văn hóa làng nghề, nâng cao giá trị văn hóa trà và ứng xử thân thiện với môi trường, nhận thức về sản xuất kinh doanh trong việc trồng, chế biến các sản phẩm từ chè đảm bảo đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm, từ đó tạo thương hiệu mới cho thương hiệu trà Phú Lương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc huyện Phú Lương tổ chức lễ hội nhằm tri ân, vinh danh các làng nghề chè tiêu biểu trên địa bàn, góp phần khích lệ, động viên, tạo phong trào thi đua sôi nổi để các làng nghề tiếp tục nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm và kết nối tiêu thụ tại thị trường trong, ngoài nước. Đồng thời đề nghị các sở ngành của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, sát cánh đồng hành hỗ trợ, định hướng giúp huyện Phú Lương phát triển nông nghiệp nói chung, ngành chè nói riêng, thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống chè, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, gắn với bảo quản, chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại chương trình, huyện Phú Lương vinh danh 15 làng nghề chè, những người trồng, chế biến chè tiêu biểu của huyện, trao giải các cuộc thi sắc màu vùng chè, trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp, bàn tay vàng, cây chè đẹp.